Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Kiếm Lai của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Tập 70 chương 691, Tuế Tuế Bình An. À. Lưu Cao Hinh dắt cậu bé ra khỏi cửa lớn Triệu phủ, cậu bé lo lắng hỏi: "Thần tiên tỷ tỷ, bằng hữu của tỷ thật sự có thể cứu Loan Loan sao?" Lưu Cao Hinh lần đầu tiên được gọi là thần tiên tỷ tỷ, có chút không quen, gượng gạo cười nói: "Ta không phải thần tiên tỷ tỷ gì cả, yên tâm, vị thần tiên kia mới là tiên nhân trên núi thật sự, nhất định sẽ cứu cô bé, nhưng mà nếu không cứu được, ngươi cũng không thể trách người ta, biết chưa?" Cậu bé vừa khóc vừa gật đầu. Lưu Cao Hinh xoa đầu cậu bé, khẽ thở dài. Sau khi Trần Bình An vào chính sảnh, ngoài Lưu Thái Thú, còn có hai vị luyện khí sĩ phụ trách trấn giữ, một bà lão tay cầm trường kiếm, bên hông đeo một túi vải, không biết bên trong đựng gì. Một lão già bên hông đeo một cây bút lông bạc, nghe nói đều là tán tu ở gần quận Yên Chi, tu vi tam cảnh. Cả đời chưa từng gia nhập tiên môn, chỉ dựa vào cơ duyên và nỗ lực mới tu luyện đến cảnh giới này. Luyện khí sĩ tam cảnh, có thể ở quận Long Tuyền đi đường cũng không dám thở mạnh, nhưng cũng đủ để bọn họ hô mưa gọi gió ở các châu quận của tiểu quốc. Trần Bình An nói sơ qua tình hình với ba người Lưu Thái Thú, đã cởi dây thừng, cẩn thận đặt bé gái lên ghế, hỏi có cách nào cứu đứa nhỏ này không. Bà lão vẻ mặt khó chịu, nhưng thấy Lưu Thái Thú không lên tiếng, bà ta cũng không tiện lên mặt, chỉ hừ lạnh một tiếng, đứng im tại chỗ, nhắm mắt lại, coi như không thấy. Lão già kia thì bước nhanh đến bên ghế, ngồi xổm xuống, đưa tay mở mí mắt đang chảy máu của cô bé, giọng nặng nề nói: "Tiểu cô nương có tư chất tốt, trời sinh âm dương nhãn, một mắt có thể nhìn thấy linh khí lưu chuyển ở nhân gian, một mắt có thể nhìn thấy quỷ vật âm khí ban đêm, vốn có hy vọng bước lên con đường tu hành, chỉ là Minh Châu bị bụi che phủ, không gặp được Bá Nhạc, mới gặp phải tai họa này, con mắt âm này trở thành nơi trú ngụ của ma khí nồng đậm, giống như một bãi tha ma nhỏ, chứng khí bốc lên. Dù là chàng hán dương khí thịnh vượng cũng phải kêu la thảm thiết, thật đáng thương cho đứa nhỏ này." Lão già vừa bắt mạch giúp nữ đồng, vừa ngẩng đầu cẩn thận nhìn vết máu nơi hốc mắt nàng, lòng cầu sinh của nha đầu này rất mãnh liệt, bây giờ cần gấp linh đan rượu dược dương khí sung túc. Không đúng, cho dù là thượng phẩm đan dược đúng bệnh, nuốt xuống, cũng không cách nào loại trừ chứng khí tích tụ nơi âm nhãn này. Khó làm khó làm, trên người ta hiện tại chỉ có một viên xuân phong đan bồi bổ nguyên khí. Chỉ có thể tạm thời giúp nó duy trì sinh cơ, thứ thật sự cần là linh phù, hơn nữa phải là linh phù phẩm chất cực cao, có thể dẫn dắt linh khí dương nhãn, độ vào âm nhãn, âm dương tương tế. Nha đầu này dựa vào nghị lực cùng vận khí của mình mới có hy vọng sống sót, nhưng linh phù như vậy biết đi đâu mà tìm. Nha đầu này mặc dù có đan dược của ta kéo dài mạng sống, cũng đã không thể kéo dài thêm được nữa. Lão già nói xong liền lấy từ trong tay áo ra một cái hộp nhỏ làm bằng gỗ tử đàn. Mở ra, lộ ra một viên đan dược màu xanh thơm ngát, không chút do dự đút cho nữ đồng ăn. Trần Bình An ngồi xổm một bên nhẹ giọng hỏi: "Lão tiền bối, dương khí thiêu đăng phù, có được không?" Lão già đầu tiên là kinh hỉ, sau đó cười khổ nói: "Được, sao lại không được? Thiên hạ phù lục nhiều vô số kể, dương khí thiêu đăng phù phẩm tướng cực cao, chính là một trong những linh phù trị liệu đúng bệnh nhất, hơn nữa có thể thấy hiệu quả ngay lập tức, nhưng ngươi có thật sao? Không phải hàng giả đó chứ?" Phải biết rằng trên đời có rất nhiều luyện khí sĩ lòng dạ hiểm độc, loại phù lục này bị làm giả rất nhiều, lấy giả thay thật, phần nhiều là lấy mượn dương phù lừa gạt, bán ra giá gấp trăm lần. Trần Bình An trầm giọng nói: "Ta có một tấm." Trần Bình An đứng dậy: "Ta sẽ quay lại ngay." Lão giả không hề kinh ngạc, chỉ nhắc nhở: "Phải nhanh lên." Luyện khí sĩ phô bày gia sản, sao có thể trước mặt người ngoài. Lưu Thái Thú cúi đầu, nhìn thảm trạng của bé gái hai lần, rất nhanh thôi liền thu hồi tầm mắt, đi đến bên cạnh bàn xem xét bản đồ tình hình. Bà lão ôm trường kiếm mở mắt ra, liếc nhìn bóng lưng thiếu niên, cười nhạo một tiếng. Trần Bình An vội vàng tìm một hành lang vắng vẻ, dựa lưng vào cột hành lang, ngồi xếp bằng, từ trong phi kiếm 15. Một vật nhỏ bé, bay ra phong tuyết tiểu trùy và một tấm phù lục màu vàng mà Lý Hy Thánh đã tặng. Từ trận chiến với Mã Khổ Huyền trên con phố nhỏ, đến trận đại chiến với Diễm Quỷ Xương Khô ở Thành Hoàng Điện, cùng với Kim Thành Hoàng nhập ma sau đó, thật ra thể phách và thần hồn Trần Bình An lúc này tạm thời đã là nỏ mạnh hết đà. Giống như Lưu Cao Hinh nghĩ, bây giờ là lúc cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức nhất,
ví dụ như nửa đoạn đường đầu khi đi đường núi. Bước chân nhẹ nhàng, càng về sau tự nhiên sẽ càng thêm khó khăn, đến đoạn đường cuối cùng, cho dù chỉ là đi thêm một bước, có thể cũng giống như đang vác núi trên vai, bước đi vô cùng gian nan. Trần Bình An hít sâu một hơi, cúi người xuống, cầm trong tay phong tuyết tiểu chùy được khắc bốn chữ hạ bút hữu thần. Tầm mắt có chút mơ hồ, Trần Bình An khẽ lắc đầu, nhớ năm đó ở quê nhà làm học đồ gốm sứ. Việc nung sứ và tạo hình vốn sợ nhất là xuất hiện một chút sai sót, một chút sai lầm, có thể sẽ quyết định món đồ sứ trong tay. Là trở thành đồ trang trí trong nhà bậc đế vương hay là một đống mảnh vỡ sứ vụn không bằng đất sét trên núi sứ cũ. Trần Bình An cố gắng điều hòa hơi thở, bắt đầu dựa vào một hơi chân khí võ giả để vẽ bùa. Khí cơ của luyện khí sĩ có thể sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không dứt. Việc vẽ bùa, tuy rằng cũng chú trọng một hơi mà thành, nhưng so với việc võ giả thuần túy vẽ bùa, vẫn là đơn giản hơn rất nhiều. Mà cầu trường sinh của Trần Bình An đã sụp đổ từ lâu, nên nếu muốn vẽ ra một tấm linh phù đầy linh tính thì cần phải tiêu hao rất nhiều tâm thần. So với việc liên tục tung ra 21 quyền thần nhân lôi cổ thức cũng chẳng hề nhẹ nhàng hơn. Hạ bút vẽ bùa, nhanh cũng không được, chậm cũng không xong. Tại hành lang vắng vẻ không ai hay biết. Thiếu niên cầm phong tuyết tiểu chùy, cúi người vẽ bùa, hạ bút trầm ổn, chỉ là thất khiếu đang từ từ chảy máu. Còn về việc có đáng hay không khi phải tiêu hao một tấm phù lục màu vàng mà hắn đã biết rõ giá trị vì một bé gái chưa từng gặp mặt thì Trần Bình An chưa từng nghĩ đến. Sau này có cảm thấy sót của hay không, kẻ keo kiệt như Trần Bình An chắc chắn là sẽ có, nhưng đó là chuyện sau này, đến lúc đó rồi tính, cùng lắm thì uống rượu giải sầu là được. Một tấm dương khí điểm đăng phù được vẽ trên giấy phù màu vàng, hoàn thành. Chương 692, Tuế Tuế Bình An, 4. Trần Bình An lau sạch vết máu, bước chân lảo đảo chạy về phía chính sảnh phủ đệ khi hắn đưa phù lục trong tay cho lão giả. Lão ta ngây người ra, vẻ mặt khó tin nhận lấy phù lục bằng hai tay, linh khí nồng đậm giạt rào kia. Gần như sắp tràn ra khỏi giấy phù màu vàng, lão giả dùng giọng điệu không chắc chắn lắm, hỏi, vậy ta dùng luôn. Trần Bình An gật đầu cười nói, dùng đi. Ông lão ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm dương khí thiêu đăng phù kia, khẽ quát, khởi phù. Phù lục màu vàng không hề nhúc nhích, không có chút động tĩnh nào. Ông lão xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng, điều động toàn bộ khí cơ trong cơ thể, lại quát, khởi. Lúc này phù lục màu vàng mới bùng cháy, nhưng không phải cháy thành cho tàn, mà là hiện ra một luồng linh quang màu vàng khổng lồ. Lưu Thái Thú nhìn thấy mà không hiểu huyền diệu trong đó, chỉ biết tấm tắc khen kỳ lạ, còn bà lão ôm kiếm kia thiếu chút nữa thì lòi cả mắt ra. Ông lão không dám lơ là chút nào, cố gắng vận chuyển khí tức, nâng tay kia lên, hai ngón tay trụng lại, chỉ vào luồng kim quang nồng đậm như nước chảy kia, môi khẽ động, phân âm dương, dung thủy hỏa, đi. Một chấm kim quang bay về phía âm nhãn đang không ngừng chảy máu của bé gái, phần lớn kim quang chậm rãi dung nhập vào dương nhãn của bé gái. Sau đó rất nhanh có thể nhìn thấy rõ ràng, ở giữa hai mắt, như có một sợi tơ vàng nhỏ bé tạo thành một cây cầu, kim quang từ mắt trái chậm rãi chảy sang mắt phải. Bé gái đau đến mức cắn nát cả môi, hai tay nắm chặt lấy tay vịn của ghế, cả người nhỏ bé run rẩy dữ dội. Khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm, Trần Bình An nhẹ nhàng nắm lấy một tay của bé gái, bất kể nó có nghe thấy lời của hắn hay không. Vẫn nhẹ giọng an ủi, kiên trì, nhất định có thể sống sót. Sống sót quan trọng hơn bất cứ điều gì, phải tin rằng chỉ cần còn sống, cô sẽ có được tất cả. Bà lão không nhịn được tò mò, đi đến phía sau ông lão và Trần Bình An, cúi đầu nhìn kỹ sống mũi của bé gái, nhìn sợi tơ vàng kia đang lưu động. Bà lão mỉm cười nói, quả nhiên là một vị kiếm tiên tu đạo đại thành. Bà lão da mặt nhăn nheo như da gà, già nua xấu xí, nhưng lúc này đôi mắt kia lại phong tình vạn chủng, giống như một người phụ nữ xinh đẹp đang quyến rũ người khác. Bà đã nhận ra sự biến đổi trong nháy mắt của thiếu niên đeo hộp. Nhưng bà cười lớn rồi lùi về phía sau, trực tiếp ném trường kiếm trong lòng đi, dừng lại ở cửa, tháo túi vải bên hông xuống, giơ tay lên rồi nói bằng giọng điệu nũng nịu, vị kiếm tiên này, có phải ngươi cảm thấy khí cơ trong cơ thể bị trì trệ không? Hi hi, đừng căng thẳng, chỉ là thứ mà ta đặc biệt điều chế cho ngươi, tên là Đại Tuyết Ủng Quan, không mùi không vị, dưới Long Môn cảnh, rất dễ trúng chiêu, không mất mặt đâu. Hơn nữa chỉ cần nửa nén nhang, khí hải sẽ bị đông cứng, khí cơ không thể điều khiển được nữa, còn có thần hồn cũng sẽ như bị đóng băng. Không thể dùng tâm thần để điều khiển phi kiếm nữa, đương nhiên, chỉ cần chịu đựng qua nửa nén nhang, ngươi lại có thể tiếp tục làm kiếm tiên rồi. Lão già là luyện khí sĩ tam cảnh, cách Long Môn cảnh trong ngũ cảnh còn xa lắm, đã trúng chiêu từ lâu, mặt trắng bệch.
vô cùng tiều tụy. Ngay khi bà lão kia lùi ra ngoài, lão đã nghiêng đầu ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. May mà chuyện của bé gái đã xong, nếu không e rằng cả hai đều sẽ bỏ mạng. Đây đương nhiên là kết quả của việc bà lão kia hết sức cẩn thận. Mục tiêu thực sự của bà là thiếu niên đeo hộp. Một cái đầu của thiếu niên kiếm tiên đổi lấy một món pháp bảo huyền tự trong kho báu hoàng gia của cổ du quốc, chắc chắn sẽ có được. Bà lão xé lớp mặt nạ trên mặt xuống, ném đi, để lộ ra khuôn mặt của một mỹ phụ xinh đẹp. Không chỉ vậy, sau khi thân hình vặn vẹo một hồi, ả đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, thướt tha yêu kiều, chính là luyện khí sĩ của cổ du quốc. Sa Hạt phu nhân, nổi tiếng là người am hiểu dùng độc. Ả quay đầu cười nói, đậu huynh, đến lượt huynh ra tay rồi, muội thân thể yếu đuối, không bằng huynh, lâu chủ mãi độc lâu, thân thể cường tráng, cho dù bị phi kiếm của kiếm tiên đâm hai nhát, huynh cũng chịu được. Cho dù kiếm tiên kia bây giờ chỉ là người thường, nhưng lỡ như hắn còn thủ đoạn gì khác, muội không chịu nổi đâu. Cao thủ giang hồ họ Đậu chậm rãi đi đến cửa. Tên đao khách này nhìn về phía thiếu niên đeo hộp đang đứng dậy, mặt không cảm xúc nói, Trần Bình An, xin lỗi. Quốc sư bọn ta muốn lấy đầu ngươi, nếu chỉ là gặp nhau trên giang hồ, có lẽ chúng ta còn có thể uống với nhau một chén rượu. Nhưng hôm nay thì không được, bao gồm cả ngươi, ba người trong phòng, đều phải chết. Trần Bình An nhìn một nam một nữ ở cửa, nhếch mép, không nói gì. Hình như là đang nói trước kia ngươi đã tự mình nói, trên núi không có đạo nghĩa, quen coi mạng người như cỏ rác. Vậy người dưới núi thì tốt đẹp hơn chỗ nào? Hán tử cười nhạt, rút đao ra khỏi vỏ, sải bước vào cửa, rượu trong bầu rượu bên hông ngươi, lát nữa ta sẽ uống thay ngươi. Lưu Thái Thú luống cuống, đây là chuyện gì nữa đây? Trần Bình An vẫn đứng im tại chỗ. Trước đó sư phụ của Mã Khổ Huyền, kiếm tu của Trần Võ Sơn đã giết một tên thích khách của cổ du quốc, bây giờ lại đến hai tên cùng lúc, không biết còn có tên thứ tư hay không. Trần Bình An mở miệng nói, nếu đã sớm bị ngươi nhìn thấy ra sản rồi. Dừng một chút, Trần Bình An đột nhiên cười lớn, mùng 1, 15, lần này ra tay, chúng ta phải làm cho thật đẹp mắt đó nha. Mỹ phụ nhân cổ du quốc độc ác nói, vị kiếm tiên này, ngươi còn muốn dãy chết à? Ngươi có biết vị lâu chủ mãi độc lâu được gọi là thiên diện này rất có kinh nghiệm trong việc đối phó với thần tiên ngũ cảnh trên núi không? Bình thường chưa chắc đã chiếm được tiện nghi, nhưng hôm nay trong vòng nửa nén nhang, thật sự không khó để bẻ gãy cổ ngươi đâu. Trần Bình An không thèm để ý đến người phụ nữ kia, yên lặng điều hòa khí cơ. Một luồng cầu vồng trắng chói mắt, một luồng ánh sáng xanh lục, lần lượt bay ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm, lơ lửng bên cạnh vai trái phải của Trần Bình An. Người phụ nữ kinh hãi, run giọng nói, sao có thể như vậy được? Sao ngươi còn có thể điều khiển phi kiếm? Ngay cả tên đao khách từng trải kia cũng phải dừng bước, đổi từ cầm đao bằng một tay sang hai tay. Trần Bình An nhìn sang hai bên, cười hỏi hai thanh phi kiếm, vậy chúng ta cùng nhau ra tay, được không? Giết kẻ lắm lời trước, kẻ ít lời, ta sẽ tự mình đối phó. Lâu chủ mãi độc lâu, kẻ nổi tiếng với việc ám sát ở nhiều quốc gia, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Bình An đã xông lên phía trước, một bước đạp xuống, mặt đất nứt toác. Cùng lúc đó, một luồng sáng trắng, một luồng sáng xanh lục vẽ nên hai đường cong tuyệt đẹp trên không trung, trong nháy mắt đã vượt qua tên đao khách. Các bạn đang nghe chuyện kiếm lai của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 693, bụi trần lắng xuống, 1. Người phụ nữ hét lên một tiếng, khẽ nhún mũi chân, nhảy lên không trung, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Đời này nàng không muốn gặp lại gã quái vật mang hình hài thiếu niên kia nữa. Thân hình uyển chuyển của người phụ nữ trên không trung đột nhiên dừng lại hai lần, sau đó nàng ngã xuống đất. Ở tim và mi tâm của nàng, máu tươi đang chảy ra. Tên đao khách hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, khí thế tăng lên đến đỉnh điểm, hắn không tiến mà lại lùi. Hai chân đột nhiên lóe sáng, cả người ngửa ra sau bay ngược ra ngoài, thân hình đâm thẳng vào bức bình phong ngoài cửa, âm âm xuyên qua bức tường. Lòng bàn tay tên thích khách hàng đầu kia tỏa sáng, cũng được phù lục gia trì, hắn vỗ mạnh xuống đất, thân hình lập tức biến mất. Trần Bình An chậm rãi đi đến cửa, nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ về một hướng ở xa, nơi đó. Mùng 1 và 15 bay sát mặt đất, gần như đồng thời bay về phía Trần Bình An vừa chỉ. Mặt đất vốn được lát bằng đá xanh cứng rắn, lại xuất hiện những gợn sóng như nước, mất một lúc sau mới trở về trạng thái yên tĩnh như cũ. Trần Bình An lúc này mới đưa tay che miệng, vai dựa vào cửa, nuốt ngụm máu tươi đang trào lên cổ họng, tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống. Hai thanh phi kiếm bay trở về trong đó, Trần Bình An uống một ngụm rượu, chính là rượu trắng 8 văn tiền một cân. Mùi vị thật sự không tệ,
Không biết rượu ngon đặc sản của quận Yên Chi, 10 lượng bạc một cân sẽ có mùi vị gì nhỉ? Một giọng nói cung kính và kính sợ vang lên sau lưng. Trần công tử, đang xảy ra chuyện gì vậy? Thì ra là Lưu Thái Thú đã hoàn hồn. Về chuyện sơn thủy thần linh và yêu ma quỷ quái, Lưu Cao Hoa con trai Lưu Thái Thú chỉ có thể thông qua bút ký văn nhân và trí quái. Để hiểu biết được chút ít, Lưu Thái Thú thì không, dù sao cũng là đại quan chấp trưởng dân sinh một quận. Hơn nữa quận Yên Chi còn là quận lớn hàng đầu thải y quốc, rất nhiều bí sử, Lưu Thái Thú thật ra đã sớm biết rất nhiều nội tình. Ít nhất Lưu Thái Thú biết rất rõ những việc liên quan tới thành hoàng các và sơn thần thủy thần trong châu quận. Triều đình lễ bộ chuyên có người giải thích những điều huyền bí trong đó cho các đại quan địa phương. Trần Bình An hơi điều hòa khí hải, buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm, quay đầu nhìn về phía Lưu Thái Thú, định nói lại thôi. Trận chiến này hắn thắng có thể nói là mạo hiểm, thật ra hắn đã đại chiến một trận ở thành Hoàng Điện, còn vẽ bùa cho bé gái, thân thể sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng hắn không cần hao tổn linh khí của luyện khí sĩ khi khống chế hai thanh phi kiếm lai lịch đặc thù. Vì hắn đang mời hai vị tiểu tổ tông của hồ lô dưỡng kiếm ra giúp hắn hàng yêu trừ ma, điều này cần tâm ý tương thông, thần ý dẫn dắt. Cho nên tuyệt kỹ đại tuyết ủng quan của xà hạt phu nhân tuy được luyện chế tỉ mỉ, nhưng đối với Trần Bình An lại không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà mời mùng 1/15 ra tay, bản thân Trần Bình An vẫn sẽ bị tiêu hao tinh thần và tâm lực. Nếu tên thích khách mãi độc lâu tự xưng họ Đậu kia không bị dọa lui thì rất có thể Trần Bình An sẽ bị chặt đầu hoặc là lưỡng bại câu thương. Như vậy Trần Bình An chẳng những gãy cầu trường sinh, mà e rằng ngay cả con đường võ phu thuần túy từ nay về sau đều trở nên đổ nát không chịu nổi vì đã bị thương tổn tới bản nguyên thân thể và gốc rễ thần hồn. Trần Bình An nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, liên quan đến quá nhiều bí mật, may mà Lưu Thái Thú thấy vị tiên sư này vẻ mặt khó xử, không truy hỏi đến cùng. Thần tiên trên núi xuống trần gian này cũng không có quá nhiều quy củ và kiêng kỵ, chút kiến thức thường thức này Lưu Thái Thú vẫn hiểu, chỉ cần xác định vị thiếu niên kiếm tiên trước mắt này là người mình. Chẳng phải là bằng hữu của con trai Lưu Cao Hoa sao? Thế là đủ. Sau khi khách sáo vài câu với Lưu Thái Thú, Trần Bình An xoay người đi về phía ông lão, ngồi xổm xuống giúp vị luyện khí sĩ nhân hậu này bắt mạch, mạch tượng ổn định, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đợi cho dược hiệu của đại tuyết ủng quan kia tiêu tán thì sẽ có thể nhanh chóng tỉnh lại. Trần Bình An đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu cô nương chớp đôi mắt to, tràn ngập tò mò. Đôi mắt linh động trời sinh âm dương nhãn, dưới sự dẫn dắt của dương khí thiêu đăng phù làm từ chất liệu vàng, lúc này đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Trần Bình An cười đưa tay giúp cô bé lau vết máu trên mặt, an ủi, không sao rồi. Còn đau không? Khóe miệng bé gái cong lên, trên gương mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ. Trần Bình An đỡ ông lão dậy, đặt lên một cái ghế, sau đó đi ra cửa. Lưu Thái Thú nghĩ hôm nay vẫn nên đi theo bên cạnh vị kiếm tiên này là an toàn nhất, liền bám sát Trần Bình An đi ra khỏi cửa chính sảnh. Trần Bình An đi đến bên cạnh thi thể xà hạt phu nhân, từ trong túi vải bông màu trắng tinh bên hông ả. Phát hiện một đồ rửa bút bằng sứ nhỏ, bên trong có một con tiểu bạch xà, dài chưa tới một tấc, cực kỳ nhỏ bé, đang ngẩng đầu điên cuồng thè lưỡi về phía bầu trời, chỉ là lộ rõ vẻ ngoài mạnh trong yếu. Còn có một con bọ cạp đen ốm yếu nằm bẹp dí trên mặt đất, nhìn kỹ, thân hình nó giống như một cây đàn tì bà màu mực. Trần Bình An tâm tư khẽ động, khống chế mùng 1/15 chém giết cường địch là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, nhưng mà để cho chúng nó tỏ vẻ oai phong một chút thì vẫn không khó. Mùng 1 hóa thành một vệt ánh sáng cầu vồng trắng như tuyết, bay ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm, lao thẳng vào trong chiếc thau rửa bút nhỏ cổ kính, lơ lửng trên đỉnh đầu hai con vật nhỏ, dọa tiểu bạch xà run lẩy bẩy. Thân hình nhỏ bé nép sát vào thành khay, tiểu hắc xà càng giống như đang ôm đầu hơn. Mùng 1 chậm rãi xoay tròn bay lượn ở trong khay rửa bút, như võ tướng tuần tra doanh trại, khí thế 10 phần. Lưu Thái Thú lúc này không còn chút nào dáng vẻ uy nghiêm của quận thủ và nét nho nhã của thư sinh, cứ như vậy ngồi xổm cùng Trần Bình An, tấm tắc khen, thật sự là tiên kiếm, chính là tiên kiếm. Trần Bình An cầm lấy đồ rửa bút, đứng dậy, tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện bên ngoài đồ rửa bút tại một vòng tròn gần sát đáy, lại có những chữ nhỏ như nòng nọc chậm rãi chuyển động không ngừng, như một đám trẻ con nghịch ngợm đáng yêu chơi trò rồng rắn lên mây, vui vẻ chạy vòng quanh. Tổng cộng 16 chữ, xuân hoa thu nguyệt, xuân phong thu thụ, xuân sơn thu thạch, xuân thủy thu sương. Trần Bình An mỉm cười, nhớ tới hai tỷ muội mình gặp được trên côn thuyền, tỷ tỷ xuân thủy, tính tình trầm ổn, muội muội thu thực, tính tình trẻ con hơn. Trần Bình An không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương Nam, không biết các nàng ấy bây giờ đã tới Lão Long Thành chưa. Nếu lần sau còn có thể gặp mặt, Trần Bình An rất muốn tặng đồ rửa bút nhỏ xinh đẹp này cho các nàng.
Chỉ tiếc trên bút rửa có Xuân Thủy mà không có Thu Thực, chỉ kém một chữ, không thể gom đủ thành một bộ, nếu không thì càng tốt hơn. Chương 694, bụi trần lắng xuống, 2. Chỉ là lúc này Trần Bình An vẫn chưa biết, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối vì không có cách nào thập toàn thập mỹ, nhưng có những nỗi tiếc nuối sẽ trở thành nuối tiếc dài lâu. Trần Bình An nói, Lưu đại nhân, nghĩa tử là nghĩa tận, có thể giúp khâm liệm thi thể người phụ nữ này không? Sau này có cơ hội sẽ tìm một nơi an táng, ta sẽ trả mọi chi phí. Lưu Thái Thú cười nói, chuyện nhỏ mà đâu cần Trần công tử hao tâm tốn sức, cứ giao cho phủ quận thủ, nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa. Lưu Thái Thú thu lại nụ cười, thăm dò, chỉ là lần này yêu ma hoành hành, lão thất phu họ Hoàng kia tâm địa xấu xa, nói không chừng còn cần Trần công tử dùng phi kiếm trấn yêu trừ ma. Trần Bình An cười khổ nói, tạm thời ta cần một cái thùng nước lớn, đổ đầy nước nóng, còn dược liệu thì ta có sẵn, ít nhất phải ngâm vài canh giờ để điều dưỡng thân thể. Lưu Thái Thú gật đầu nói, đúng vậy, ta sẽ sai người trong phủ đi chuẩn bị ngay. Thân thể của Trần công tử là quan trọng nhất, bây giờ an nguy của hơn 10 vạn bá tánh quận Yên Chi đều đặt trên vai Trần công tử. Quả thực không thể xảy ra chút sai sót nào, ta lập tức đi sai người làm. Lưu Thái Thú vội vàng chạy đi, ý tại ngôn ngoại, vị đại quan địa phương chính tứ phẩm thải y quốc này đã không giấu giếm gì khi nói những lời này. Trần Bình An tuy không lăn lộn trốn quan trường nhưng đương nhiên cũng hiểu được. Đối với chuyện này hắn không thể nào vỗ ngực cam đoan, lại không tiện từ chối ngay tại trận, chỉ có thể cười khổ không nói gì. Ngoài việc đưa kiếm ra, tất cả mọi chuyện, Trần Bình An chỉ có bốn chữ, làm hết sức mình. Đối với Kim Thành Hoàng Thẩm Ôn là như vậy, đối với vị đại quan cai quản một phương này cũng là như vậy. Cuối cùng ở trong một gian phòng yên tĩnh, Trần Bình An ngâm mình trong thùng thuốc lớn, dược liệu này là do Ngụy Bách tặng trước khi rời khỏi quận Long Tuyền, đủ dùng 3 lần. Đương nhiên Ngụy Bách có thể lấy ra nhiều hơn, tiền của Bắc Nhạc Chính Thần cũng đủ xài mà thiên tài địa bảo của Bao Phục Trai Ngưu Giác Sơn cũng đủ. Nhưng Ngụy Bách không chuẩn bị quá nhiều, lúc ấy hắn ta nói đùa là điểm xấu nếu đưa quá nhiều thuốc. Thuộc loại trong lòng không mong người ta được tốt, hắn ta vẫn hy vọng Trần Bình An lần này hành tẩu giang hồ sẽ được thuận buồm xuôi gió, số lần bị thương sẽ không quá 3 lần, coi như là lấy hên. Trước khi Trần Bình An vào gian phòng này, đã nhờ Lưu Thái Thú giữ bí mật, đừng tiết lộ hắn là kiếm tiên. Lưu Thái Thú vẻ mặt hiểu ý, đáp ứng rất sảng khoái, chỉ thiếu nước thể thốt mà thôi. Đồng thời hắn đưa cho Lưu Thái Thú lá bùa thần hành phù kia, nói là trả lại cho người bạn đạo sĩ Trương Sơn của hắn. Trong quá trình ngâm mình, Trần Bình An rõ ràng cảm nhận được thành hoàng các bên quận thành Yên Chi xuất hiện động tĩnh kinh thiên động địa. Nhưng Trần Bình An đã không quản được, bèn không suy nghĩ nhiều, an tâm điều dưỡng khí cơ. Phối hợp với kiếm khí thập bát đình mà A Lương truyền thụ, cùng phương pháp hô hấp thổ nạp mà Dương lão nhân từng dạy. Ở trong thùng nước hắn ngưng thần nhập định, hai tay kết ấn kiếm lô quyết trong hám sơn quyền phổ, như một cây khô mùa đông, yên lặng chờ đợi gió xuân thổi qua. Đêm nay, quận Yên Chi vẫn chém giết không ngừng, một mặt là yêu ma đã thành công mở ra trận pháp. Khắp nơi đều có bá tánh bị ma chướng nhập vào người, phủ quận thủ trên dưới đều mệt mỏi ứng phó, một mặt khác vừa là chuyện tốt, lại vừa là tai họa. Chuyện tốt là Mã tướng quân ở cửa thành phía đông vừa truyền mật tin, lão ma đầu họ Hoàng kia khoác lên mình lớp vỏ thần tiên. Không biết vì sao lại đánh nhau với ba người ở thành Hoàng Điện, đánh nhau long trời lở đất, tai họa cũng bởi vậy mà ra. Bốn người ra tay không chút nương tình, từng pháp bảo trấn phái lần lượt xuất hiện, tà thuật lớp lớp chồng lên nhau, phá hủy mấy trăm tòa nhà, ba tánh tử thương vô số. Tinh kỵ dưới trướng Mã tướng quân từ nơi đóng quân khẩn cấp chi viện cho quận thành Yên Chi. Không thể nào lấy tư thái kỵ binh mà đi qua các con phố nhỏ hẹp, chỉ có thể xuống ngựa bộ chiến, mỗi người đều mặc thiết giáp, tay cầm cung nỏ. Nhưng mà đối đầu với bốn tên yêu ma cự phách tu hành trên núi, ngoại trừ mấy chục mũi tên đặc chế trong kho của phủ quận thủ có thể tạo thành uy hiếp thực sự. Những mũi tên cung nỏ còn lại, thứ nhất không theo kịp tốc độ di chuyển của bốn người. Thứ hai thường thường chưa kịp tới gần đã bị một cái phẩy tay đánh tan. Thậm chí còn có một ít mũi tên bị bốn tên yêu ma trong lúc giao chiến bắt được rồi tiện tay ném trả lại, lại khiến hơn 80 tên tinh nhuệ tử thương. Muốn lấy mạng đổi lấy thương tích cũng không được. Mã tướng quân thì xứng đáng với bốn chữ dũng mãnh thiện chiến, ở xa trường biên quan đã dũng cảm thiện chiến đối trận với những người tu hành này. Cho nên cũng là xung phong hãm trận, cùng phó tướng mấy lần tìm được cơ hội. Bắt được một tên yêu ma bị lạc đàn, liên thủ cận chiến, sau đó chọc giận Hoàng lão thần tiên và Mễ lão ma đang đánh nhau ác liệt. Hai người nổi giận, tạm thời ngừng chiến, cùng nhau đánh Mã tướng quân và phó tướng bị trọng thương, nếu không có mười mấy thân binh dùng cung tên đặc chế của Mặc gia ngăn cản, cùng với mấy người liều mình bảo vệ,
thì hai người cũng không có cách nào sống sót rời khỏi chiến trường, đêm đó đã chết trận ở quận thành Yên Chi này rồi. Nửa đêm về sau, Hoàng lão thần tiên lấy một địch ba, bị Mễ lão ma lấy một nắm gạo trắng rắc lên đầu. Toàn thân lập tức bốc khói xanh, máu thịt be bét, bị đốt cháy thành vô số lỗ thủng, chỉ có thể dùng thuật độn thổ chui xuống đất. Ba tên yêu ma bắt đầu truy lùng, nếu gặp phải bộ khoái, binh lính trong thành dám ngăn cản, liền ra tay giết chết không chút do dự. Bình minh, khi Trần Bình An mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng, kết quả phát hiện Lưu Cao Hinh đang ngồi ở cuối hành lang, ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ngủ gật. Thiếu nữ ngủ chưa sâu giấc nên nhanh chóng tỉnh lại, sợ mình ngủ chảy nước miếng, vội vàng quay đầu đi lau mặt. Cô trở lại phủ cũng chưa được bao lâu, vừa thay một bộ quần áo sạch sẽ thì liền đến đây ngồi canh cửa. Trần Bình An cùng cô đi tới chính sảnh, một hỏi một đáp, Trần Bình An nhìn chung đã hiểu được tình hình trong quận thành những ngày qua. Sau khi nghe nói yêu ma xảy ra nội chiến hắn còn có chút khó tin, nhưng trận chém giết kia không phải giả. Tuy không biết nguyên nhân bên trong, nhưng chỉ cần có lợi cho quận Yên Chi thì dù sao cũng vẫn là chuyện tốt, chỉ là thương vong ngoài ý muốn tăng lên, không ai có thể khống chế được. Các bạn đang nghe chuyện kiếm lai của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 695, bụi trần lắng xuống. À, dùng lời của Thôi Sàm mà nói thì chính là trên thế gian này có một thứ lợi hại nhất, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lúc ấy vị thiếu niên quốc sư áo trắng, cố ý không nói rõ, nhưng Trần Bình An không muốn tiếp lời, thiếu niên Thôi Sàm đành phải tự nói, đưa ra đáp án, gọi là đại thế. Đại thế là như vậy đấy. Thôi Sàm còn nói những cỏ cây khô héo bên trong mảnh ruộng lớn nhân gian này đều phải xem hướng đi của đại thế. Lúc ấy đối với những thứ thần thần bí bí mà Thôi Sàm nói, Trần Bình An vốn không có hứng thú bởi vì hoàn toàn không hiểu, thật ra cũng sợ bị hắn lừa. Đừng thấy Lâm Thủ Nhất, Lý Hoè cùng với Vu Lộc, Tạ Tạ đều không được xem là thân cận với Thôi Sàm. Nhưng thật ra trong lòng họ hẳn là đều có sự kính sợ nhất định, thậm chí là khâm phục dành cho y. Đương nhiên chỉ có tiểu cô nương áo bông đỏ Lý Bảo Bình là ngoại lệ. Là thiếu niên Thôi Sàm sợ cô bé mới đúng. Thông qua lời nói của Lưu Cao Hinh, Trần Bình An biết được trong quận thành khắp nơi đều là chiến hỏa. Các cao thủ giang hồ và tu sĩ trên núi bao gồm Từ Viễn Hà cùng Trương Sơn Phong, mỗi lần trở về chỉ nghỉ ngơi và băng bó vết thương một chút, rồi lại nhanh chóng chạy ra ngoài tiếp tục trấn áp ma chướng. Trong lúc đó, Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong còn gặp phải một cao thủ ma đạo tuổi còn trẻ, hẳn là một trong những nhân vật chủ chốt bố trí trận pháp của ma đạo. Hai bên giao chiến chưa tới một chén trà, nguy hiểm trùng trùng, đại hán râu quai nón bị đối thủ tay không xé mất một mảng thịt lớn trên vai. Sau đó Sùng Diệu đạo nhân mang theo lực sĩ đồng thay đến tiếp viện, mới ép lui được tên ma đầu ra tay tàn nhẫn kia. Hơn nữa không biết vì sao, tỷ tỷ và ca ca của cô rõ ràng đã an toàn ra khỏi thành, giờ lại theo sư phụ cô trở về phủ. Sau khi nói chuyện với cha cô trong thư phòng một lúc, sư phụ liền mang theo đại tỷ và nhị ca cô đi tới hậu viện. Hình như là gặp chuyện rất kỳ lạ, hơn nữa tạm thời không phân biệt được là tốt hay xấu. Nếu là tốt, mọi người đều vui vẻ, nếu là xấu, mọi chuyện đều hỏng bét. Tóm lại, cha và sư phụ của cô đều không muốn Lưu Cao Hinh nhúng tay vào, đêm nay cô bận rộn cứu hỏa khắp nơi, cũng không rảnh để ý tới. Tiếp đó chính là bé gái Triệu Phủ được Trần Bình An cứu về, và bé trai Quật Cường sống nương tựa lẫn nhau với bé gái kia đã được sắp xếp ở lại trong phủ quận thủ. Khi Trần Bình An và Lưu Cao Hinh tới gần chính sảnh, phát hiện không khí nghiêm trọng, bèn bước chân nhanh hơn tiến vào trong đó. Phát hiện trong phòng ngập tràn mùi máu tanh, một vị đạo nhân già nua đạo bào rách nát ngồi liệt trên ghế. Mặt đầy vết máu, tóc tai bù xù, nơi ngực máu chảy không ngừng, cả người vết thương chồng chất. Muốn băng bó cũng không biết bắt đầu từ đâu, chính là hoàn cảnh thê lương gần như không thể hít thêm được hơi thở nào được nữa. Lưu Thái Thú, Từ Viễn Hà, đạo sĩ Trương Sơn Phong, lão giả bên hông dắt một cây bút lông đều đang vây quanh bên cạnh lão đạo nhân. Lão giả lúc trước từng cứu bé gái nhẹ nhàng lắc đầu với mọi người, vẻ mặt khổ sở và áy náy. Lưu Thái Thú cũng thở dài một tiếng. Lão đạo nhân gần chết, chính là Sùng Diệu đạo nhân với ấn tượng đầu tiên mang lại cho mọi người là sự kiêu căng và thực dụng. Ông lão hơi hồi quang phản chiếu, tầm mắt vốn đục ngầu dần dần sáng ngời vài phần, ngẩng đầu cười nói với Lưu Thái Thú. Lưu đại nhân, nếu lần này tiên sư Linh Tê phái tới cứu quận Yên Chi, diệt trừ lũ yêu ma lớn nhỏ, về sau cả nhà già trẻ mấy chục nhân khẩu của ta, e rằng phải làm phiền Lưu đại nhân là vị quan phụ mẫu chiếu cố nhiều hơn. Lưu Thái Thú gật đầu trầm giọng nói, Sùng Diệu đạo trưởng cứ yên tâm, cho dù một ngày nào đó ta không còn nhậm chức ở quận Yên Chi, thì ta cũng sẽ nói rõ với tân quận thủ về chiến sự hôm nay.
để hắn biết Sùng Diệu đạo nhân đã trả giá bao nhiêu cho quận Yên Chi. Tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không để cho gia quyến của đạo trưởng chịu ấm ức. Lão đạo nhân vất vả ôm quyền cảm tạ, sau đó quay đầu về phía đạo sĩ trẻ tuổi Trương Sơn Phong, đôi mắt hắn ửng đỏ, cười nói, Trương Sơn, nếu không phải ngươi ngốc nghếch không màng sống chết, e rằng lúc ấy ta đã bị người ta đánh cho tắt thở mất mạng, nói không chừng còn để cho tên yêu ma kia bỏ trốn mất dạng, làm sao ta có được hành động vĩ đại tự tay tiêu diệt yêu ma này. Lão đạo nhân ho khan dữ dội, mọi người liền khuyên can Sùng Diệu đạo nhân đừng mở miệng nói chuyện nữa. Hán tử dâu quai nón Từ Viễn Hà nhẹ giọng hỏi, lão đạo trưởng, có muốn gọi vãn bối trong nhà tới đây một chuyến hay không? Lão đạo nhân gật gật đầu. Lưu Thái Thú lại đi dặn dò hạ nhân, nhanh chóng đi thông báo gia quyến đích hệ của lão đạo trưởng ở trong quận thành. Lão đạo nhân thừa dịp một hơi tinh thần khí của mình dâng lên, ở trong lòng yên lặng tính toán lộ trình và thời gian con cháu trong nhà chạy tới bên này. Sau khi yên lặng nghỉ ngơi một lát thì lại nhìn quanh mọi người. Chậm rãi cười nói, thật ra ta cũng biết, lúc trước các ngươi xem thường ta, kẻ nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Chỉ là buôn bán mà thôi, người tu hành, đừng ngại ngùng bàn chuyện làm ăn, cũng đừng xấu hổ nói chuyện tiền bạc, biết làm sao được. Chúng ta là những kẻ tán tu nơi sơn giã, không có cây lớn để hưởng mát, không có tổ tiên sư môn che chở, chỉ có thể dựa vào bản thân mà kiếm tiền, để tranh thủ một tia cơ hội kia. Không làm vậy thì sao được chứ? Nói tới đây, lão đạo nhân lại lâm vào trầm mặc, vẻ mặt hoảng hốt, tựa như nhớ tới những thăng trầm vinh nhục của đời này. Thật lâu sau, lão đạo nhân thu hồi suy nghĩ, đột nhiên cảm khái một câu, nhưng dù phải làm những việc buôn bán đó thì người tu hành cũng phải sống cho ra người. Có đúng không? Lão đạo nhân tự mình ho khan cười, nhưng có lẽ tư chất của ta quá kém, sớm biết mình vô vọng đại đạo, cho nên mới có ý nghĩ ấu trĩ buồn cười như vậy. Người tu hành chân chính trên núi, có kẻ nào đầy mùi tiền tanh đâu chứ? Lại càng không ai để ý tới chuyện sống chết của bách tính dưới núi. Lão đạo nhân kinh ngạc nhìn về phía cửa lớn, tựa như đang tìm kiếm những bóng hình quen thuộc kia. Ông lão lẩm bẩm, bị người ta gọi là Sùng Diệu đạo nhân cả đời, cũng chẳng đổi được một chữ. Được người ta cung kính tôn xưng một tiếng Sùng Diệu chân nhân, thật đáng tiếc. Đáng tiếc lắm thay. Lời tiếc nuối vừa nói ra khỏi miệng, tinh thần khí của ông lão giống như lập tức sụp đổ. Hai mắt nhìn mọi vật trở nên mơ hồ, hô hấp đã yếu ớt đến cực điểm, tiếng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy, sao vẫn chưa tới. Tới cuối cùng ông lão vẫn không đợi được người nhà chạy tới, cứ như vậy dựa vào lưng ghế, đột ngột lìa đời. Không thể xem là chết không nhắm mắt, cũng không phải nhắm mắt an yên, chỉ giống như một ông lão đang nheo mắt nhìn về phương xa, muốn nhìn thấy điều gì đó, nhưng lại chẳng thấy rõ. Chương 696, bụi trần lắng xuống, 4. Toàn trường im lặng. Trần Bình An đi tới, giúp lão đạo nhân lau đi máu trên mặt. Sau khi hắn làm xong việc này không lâu, vãn bối gia tộc của Sùng Diệu đạo nhân liền kéo đến, đông tới mười mấy người, nam nữ già trẻ đều có, Lưu Thái Thú bèn nói sơ qua tình hình. Đương nhiên cũng nói rõ với đám con cháu của lão đạo nhân về còn lời hứa của ông ta với lão đạo nhân trước đó. Trưởng tử của Sùng Diệu đạo nhân, một người đàn ông trung niên bụng phệ, đương nhiên vô cùng cảm kích Thái Thú đại nhân, đám phụ nữ thì đa phần là khóc lóc nghẹn ngào. Chỉ có một cậu bé hơn 10 tuổi đột ngột xông ra, phẫn nộ chất vấn mọi người, tại sao chỉ có một mình ông nội ta chết. Khuôn mặt cậu bé tràn đầy vẻ căm hận và phẫn nộ, trừng to mắt, ánh mắt như sói hoang gào lên, trả lời ta. Hán tử dâu quay nón Từ Viễn Hà nhíu mày. Đạo sĩ Trương Sơn Phong quay đầu nhìn lão đạo nhân đã khuất, sắc mặt trắng bệch, trong lòng thở dài, có một số đáp án, nếu nói ra, mới thực sự làm tổn thương người khác. Thật ra lúc đầu lão đạo nhân muốn độc chiếm công lao nên chúng phải bẫy của tên yêu ma kia giả vờ tỏ ra yếu ớt, khinh địch liều lĩnh. Nếu không có hắn và Từ Đại Hiệp vì chút nghĩa khí giang hồ trong lòng mà liều mạng đi cứu, thì chắc chắn kết quả sẽ còn tệ hơn hiện tại. Lão đạo nhân có tư tâm là thật, nhưng chút tư tâm này là lẽ thường tình của con người. Từ hôm qua đến giờ, lão đạo nhân một đường chém giết, cuối cùng chết trận oanh liệt. Tuyệt đối không phải dùng những từ sinh nghề tử nghiệp là có thể giải thích hết được. Khí hậu một phương nuôi dưỡng ra con người một phương, đối với quận Yên Chi mảnh đất quê hương này, nếu lão đạo nhân không có tình cảm chân thành nhất thì tuyệt đối sẽ không liều mạng như vậy. Tình người là thứ khó nói lý lẽ nhất. Bởi vì một khi đã muốn nói lý lẽ cho rõ ràng, thì sẽ giống như rượu đã bị pha loãng, chẳng còn chút hương vị nào. Đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ kia giơ ngón tay chỉ vào mọi người, hét lên tất cả các ngươi đều là hung thủ. Trưởng tử của lão đạo nhân vội vàng bảo vợ kéo đứa con trai đang phát điên về, sau đó xin lỗi Lưu Thái Thú và mọi người. Lưu Thái Thú sắc mặt như thường, ngoài miệng nói trẻ con không biết gì, sẽ không để bụng,
thậm chí còn quay sang xin lỗi người đàn ông kia, nói lần này đúng là ông ta làm thái thú chưa làm tròn trách nhiệm. Ông ta mới là người có lỗi với gia đình bọn họ, hại gia đình bọn họ mất đi một người trụ cột, sau này nhất định phải đích thân đến cửa tạ lỗi, vân vân. Nhưng vị quan phụ mẫu này trong lòng nghĩ như thế nào, Sùng Diệu đạo nhân và phủ thái thú có kết được chút tình nghĩa nào hay không thì chỉ có trời mới biết. Cho nên mới nói phúc ấm của tổ tiên trên thế gian này, dù có đưa đến tay con cháu, vẫn là mỗi người một số phận. Có người nắm giữ được, có người không nắm giữ được, có người nắm giữ được nhiều, có người nắm giữ được ít. Hơn nữa loại chuyện này, thường thường người trong cuộc lúc đó sẽ hoàn toàn không biết, chỉ có thể dựa vào bản tâm mà làm. Trong một con hẻm âm u ở quận Yên Chi, có một thiếu niên, tuy ăn mặc giản dị nhưng môi hồng răng trắng, dung mạo xinh đẹp như thiếu nữ, hắn ngồi dựa vào tường, trong lòng ôm một người đàn ông đang không ngừng nôn ra máu. Bên cạnh hai người còn có một người đàn ông canh chừng, ba người chính là tiểu nhị của cửa hàng gạo. Đều là đồ đệ của Mễ Lão Ma, thiếu niên là người quận Yên Chi, Mễ Lão Ma năm ngoái mới thu nhận làm đồ đệ. Người sư huynh nằm trong lòng thiếu niên chính là tên yêu ma đã đổi mạng với Sùng Diệu đạo nhân, quả nhiên là yêu ma. Hắn nhe răng cười, câu nói cuối cùng trước khi chết vậy mà lại là: "Tiểu sư đệ, ta và nhị sư huynh, ngươi thích ai hơn?" Thiếu niên một tay nhẹ nhàng nâng cằm người đàn ông, cúi đầu, ánh mắt đầy thâm tình, nghẹn ngào nói: "Đương nhiên là huynh." Người đàn ông đưa tay từ trong ngực lấy ra một cuốn sách ố vàng, run rẩy đưa cho thiếu niên tuấn tú. Sau khi thiếu niên nhận lấy cuốn bí tịch, người đàn ông trong lòng đã chết, thiếu niên một tay nắm chặt bí tịch, giơ cao lên, gọi một tiếng nhị sư huynh, rồi xoay người đi. Sự chú ý của người đàn ông gần như đều đặt trên bí tịch. Thiếu niên đột nhiên tăng tốc xoay người, một tay cầm sách, một tay đâm mạnh vào cổ nhị sư huynh, hóa ra là đoạn đao giấu trong tay áo. Đâm vào rồi rút ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy ba lần, gần như toàn bộ cổ của người đàn ông đã bị thiếu niên đâm nát, khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên dính đầy máu tươi, khóe miệng nở nụ cười. Người đàn ông hai tay ôm cổ, ngã xuống dựa vào tường, trừng mắt nhìn tiểu sư đệ vừa ra tay giết người kia. Trước tiên thiếu niên cất cuốn bí tịch kia đi, đưa tay lau mặt, không ngừng lau vào quần áo của người đàn ông. Sau đó lại lấy ra một cuốn từ trong ngực người đàn ông, cười nói: "Nhị sư huynh, ta vừa rồi lừa gạt đại sư huynh đấy. Thật ra ta thích huynh hơn, nhưng mà ta đương nhiên là thích bản thân mình nhất. Đại sư huynh thường nói người không vì mình trời chu đất diệt, tuy rằng lão sư phụ cổ quái của chúng ta luôn chế giễu đại sư huynh không biết chữ, căn bản không hiểu ý nghĩa thực sự của câu này, nhưng ta lại thấy đại sư huynh hiểu rất rõ. Dù sao ta cũng nghĩ như vậy, hơn nữa, chúng ta vốn là tà ma ngoại đạo, cho nên nhị sư huynh đừng trách ta. Cùng lắm thì huynh cứ coi như là cùng đại sư huynh xuống Hoàng Tuyền, đến nơi đó, nói với đại sư huynh, nói thật ra ta thích huynh hơn một chút." Người đàn ông chết không nhắm mắt. Thiếu niên vẫn lẩm bẩm, lắc lư, sơ soạng trên hai thi thể, xem có còn sót lại thứ gì không, có giấu kín linh khí gì không, giống như thiếu niên ngày thường vừa nhặt rau vừa ngân nga vậy. Nhưng rất nhanh thôi thiếu niên liền cứng đờ người, sau khi dừng tay, ngoan ngoãn lấy ra hai cuốn sách từ trong ngực, đặt lên đỉnh đầu. Một giọng nói khàn khàn quen thuộc đến tận xương tủy của thiếu niên, mang theo vẻ châm chọc quen thuộc, vang lên trên đỉnh đầu thiếu niên: "Thật là có tiền đồ, không hổ là đồ đệ đắc ý của Mễ Lão Ma ta, bản lĩnh chưa học được bao nhiêu, nhưng khí phách của đại ma đầu thì học được cả khối rồi." Răng thiếu niên run lên, lần này là thật sự sợ hãi. Ông lão cao gầy quay đầu phun ra một ngụm máu, máu dính vào tường, lập tức hóa thành một đám sương mù màu đen. Mễ Lão Ma, kẻ đã ẩn náu gần 20 năm ở quận thành Yên Chi, thấp giọng mắng: "Hay cho ngươi, Lưu Ly Tiên Ông Trần Hiểu Dũng. Cho dù lần này ngươi có trốn thoát khỏi Yên Chi quận, ta cũng phải đánh chết ngươi, con chó rơi xuống nước." Ông lão nhìn thiếu niên với vẻ mặt chán ghét, đứng dậy đi, cất kỹ hai thứ đó, hai sư huynh của ngươi đã chết rồi, bây giờ ngươi chính là đại đệ tử. Các bạn đang nghe chuyện kiếm lai của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 697, bụi trần lắng xuống, 5. Thiếu niên run rẩy đứng dậy. Mễ Lão Ma lấy từ trong tay áo ra một chiếc đèn dầu nhỏ, chất dầu đặc quánh, hít sâu một hơi, trên thi thể hai tên đồ đệ, hồn phách như bị rút ra, bay vào trong đèn, khuôn mặt của hai tên đồ đệ hiện lên trên lớp dầu đặc quánh, lộ ra vẻ mặt đau đớn vặn vẹo, nhưng rất nhanh thôi liền biến mất, dung hợp vào lớp dầu. Thiếu niên tuấn tú nhìn mà lạnh sống lưng. Hai đầu con hẻm nhỏ mỗi nơi xuất hiện một người, chậm rãi tiến lại, chính là đôi vợ chồng đã đến cửa hàng gạo trước đó. Eo của người phụ nữ lắc lư còn mạnh hơn cả cành liễu trong gió lớn. Mễ Lão Ma, thật trùng hợp, lại gặp mặt rồi. Ánh mắt Mễ Lão Ma lạnh lẽo, cười lạnh nói: "Sao,
muốn đổi ý. Chúng ta đã nói trước rồi, đèn lưu ly thuộc về ta, toàn bộ tài sản còn lại của lão già họ Trần thuộc về các ngươi. Người phụ nữ năm ngón tay nơi một bàn tay tựa như móc câu, chậm rãi vuốt ve trên tường, cười quyến rũ nói. Nói thì là vậy, nhưng bây giờ lưu ly tiên ông đã biến thành rùa rụt cổ, hắn có thể giả chết. Nhưng hai vợ chồng chúng ta không thể cứ ở đây chờ hắn chết được. Mễ lão ma, ngươi có nên chia chút lợi ích không? Chẳng lẽ để hai vợ chồng chúng ta tay trắng chạy tới đây một chuyến sao? Sắc mặt Mễ lão ma đen trắng bất định. Thiếu niên tuấn tú cúi đầu, đứng sát vào tường, ánh mắt lặng lẽ đảo qua đảo lại. Trên cổng thành phía đông, sau khi Mã tướng quân dẫn binh rời khỏi đầu thành, đến ứng cứu trong thành, nơi này đã không còn ai canh giữ. Một thanh niên mặc đạo bào màu hồng nhạt, đứng ở hành lang trên đỉnh cổng thành, mỉm cười nhìn về phía con hẻm nơi Mễ lão ma đang đứng. Cười nhạo nói, một cái đèn lưu ly rách nát, thứ đồ vật năm đó ta dùng để uống rượu chẳng đáng giá là bao. Vậy mà cũng có thể tranh giành đến mức đầu rơi máu chảy. Sau 1000 năm, Thải Y quốc đã trở nên nhàm chán đến vậy sao? Hắn nhìn thoáng qua rồi không muốn thêm lãng phí thời gian, phần lớn thời gian vẫn là nhìn phía quận thủ phủ kia. Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, ha ha, không ngờ đó, 200 năm trước ngươi phái người tăng thêm tấm phù lục này. Lấy hình tượng con dấu thiên sư đặt ở trong quận thành Yên Chi, Hoàng đế Thải Y quốc hẳn là xuất phát từ tư tâm. Căn bản là không muốn gia trì linh khí cho đàng hoàng, hơn nữa bãi tha ma xuất hiện, hẳn là cũng quấy rầy bố cục của hai bên các ngươi, khiến cho ta rốt cuộc thoát khỏi nhà giam, người tính đến cùng không bằng trời tính. Một tay hắn ta vịn lan can, một tay bấm quyết, lấy quận Yên Chi làm khởi đầu, thôi diễn quốc thế Thải Y quốc từ 500 năm trước đến hiện tại. Đột nhiên hắn ta nở nụ cười, nhìn về phương Bắc, không chỉ là phương Bắc Thải Y quốc, mà còn là cực Bắc của toàn bộ Bảo Bình Châu, chậc chậc nói, cao nhân, cao nhân. Thải Y quốc thiếu mất một món trấn quốc chi bảo truyền thừa đã lâu, linh tê phái che chở Thải Y quốc cũng nguyên khí đại thương, bị người ta trộm đi món trấn phái chi bảo Thải Y tiên ban thưởng. Ba nước láng giềng bao gồm Cổ Du quốc há có thể khoanh tay đứng nhìn. Thừa dịp người bệnh muốn đoạt mạng người, đạo lý rất đơn giản. Hơn nữa phụ cận kinh thành Thải Y quốc, bởi vì hoàng đế nhiều năm lười biếng chính sự, triều dã sớm đã chỉ trích không ngừng. Chỉ cần xuất hiện thêm một trận thiên tai, tất nhiên sẽ là dân oán sôi trào, nói không chừng sẽ đại loạn. Hơn nữa một khi đã loạn, chính là mấy nước hỗn chiến. Liễu Xích Thành mặc đạo bào màu phấn hồng gật đầu nói, nếu đại thế đã như vậy, ta cũng phải thu nhận vài tên đệ tử mới được. Hắn ta bước ra một bước, thân ảnh hư ảo, trong nháy mắt đã biến mất. Ngay sau đó hắn ta từ trong con hẻm nhỏ hẹp tối tăm đi ra. Mễ lão ma và hai vợ chồng kia đang muốn đánh nhau sống chết, sợ tới mức toàn thân cứng đờ. Loại khí thế nghiền ép này, giống như mấy con tôm con cua nhỏ, đang chậm rãi trôi dạt trong dòng sông yên tĩnh, bỗng nhiên gặp phải một con giao long với thân hình gần như lấp đầy cả lòng sông. Liễu Xích Thành mặc đạo bào màu phấn hồng căn bản không nói nhảm, tùy ý vung tay áo, hai vợ chồng trong hẻm nhỏ. Ngay tại chỗ hóa thành cho bụi, ngay cả một chút cho tàn cũng không còn, về phần linh khí, pháp khí cùng tiền tuyết hoa các loại, đương nhiên cũng là cùng nhau biến mất trong thiên địa. Những đóa sen hồng nhạt quấn quanh kia, từng đóa không phải vật chết, mà là đang lay động trên đạo bào, tỏa ra từng trận hương thơm. Bản thân đạo bào càng giống như một hồ sen. Mễ lão ma vốn đã trải qua vô số sóng gió, lúc này vẫn mồ hôi đầy đầu, hỏi, tiên sư vì sao không giết luôn ta? Liễu Xích Thành mỉm cười nói, mặc đạo bào thì phải trừ ma vệ đạo sao? Không được phép, ta chỉ là cảm thấy nó đẹp nên mới mặc sao? Mễ lão ma nghẹn lời, mẹ kiếp, tuyệt đối là một tên cự phách ma đạo, hơn nữa còn là loại đứng ở đỉnh cao nhất trong truyền thuyết. Liễu Xích Thành búng tay một cái, đánh bay Mễ lão ma từ giữa hẻm nhỏ ra đến cuối hẻm, đừng làm vướng mắt ta, cút nhanh đi. Còn nữa, tên đệ tử này của ngươi, ta nhận. Hắn đi đến trước mặt thiếu niên, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu nhìn xuống, cười hỏi, tiểu tử, ngươi tên họ là gì? Thiếu niên tuấn Mỹ chậm chạp ngẩng đầu, nuốt nước miếng, run rẩy nói, bẩm báo tiên sư, ta tên là Nguyên Điền Địa. Ừ. Hắn hơi nghi hoặc, là địa trong thiên địa. Thiếu niên lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, sợ rằng bản thân sẽ bị nghiền nát đầu ngay sau đó, nhưng lại không dám lừa gạt. Thành thật trả lời, lúc mẫu thân mang thai ta, nhà ta rất nghèo, lúc mang thai 9 tháng, người vẫn phải làm việc ngoài đồng. Kết quả không cẩn thận sinh non, cha ta liền đặt tên cho ta là Điền Địa. Liễu Xích Thành cười rạng rỡ, vỗ nhẹ vai thiếu niên, vậy tên của ngươi thật sự không tệ, ta thích, sau này ngươi chính là đệ tử của ta. Sư phụ tặng ngươi một món quà nhập môn trước. Sau đó thiếu niên liền thấy vị sư phụ khó hiểu này giơ tay búng ngón tay,
trường khí đỏ tươi từ bốn phương tám hướng điên cuồng ập đến. Từng sợi, hội tụ thành một quả cầu đỏ khổng lồ, vị sư phụ hờ trẻ tuổi mặc đạo bào màu phấn hồng. Chỉ dùng hai ngón tay tùy ý xoa nắn, quả cầu chứng khí to như chum nước liền ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ cỡ nắm tay. Liễu Xích Thành nhẹ nhàng vỗ lên trán thiếu niên, cười nói, quên nói cho ngươi, làm đệ tử của ta, phải sống mới được, nếu ngươi có thể chống đỡ đến khi trời sáng, ngươi chính là nhân vật lớn thứ hai của môn phái chúng ta. Lưng thiếu niên va vào tường, đau đớn kịch liệt, khó có thể diễn tả, giống như mi tâm bị nứt ra. Liễu Xích Thành không hề quan tâm, nhắm mắt hít sâu một hơi, sau khi mở mắt ra nhìn về phía tây, lẩm bẩm, vẫn là Bạch Đế Thành của đại sư huynh ngươi thơm ngon hơn. Chương 698, bụi trần lắng xuống, 6. Trận tai họa bất ngờ này bùng phát nhanh chóng khiến người ta trở tay không kịp, nhưng kết thúc cũng nhanh chóng, khiến người ta cảm thấy khó tin, đến nỗi toàn bộ phủ quận thủ và tinh binh dưới trướng Mã tướng quân vào thành, đều lầm tưởng rằng đám yêu ma kia còn có hậu chiêu hung hãn hơn. Thế nhưng khi ánh bình minh ló dạng, hào quang vạn trượng, quận thành bắt đầu khôi phục lại bình thường, số lượng người dân nhiễm ma chứng tự động giảm mạnh. Mọi người thấp thỏm lo âu chờ đợi tiên sư Linh Tê phái cưỡi Thải Loan đến đây an định lòng dân, sau đó là Thất Ước chưa đến. Từ giữa trưa đến tối, đều không thấy bóng dáng đâu, tiếp theo là Lưu Thái Thú ngã bệnh, may mắn là sau khi qua giờ Tí. Quận thành Yên Chi không còn xảy ra sự việc yêu ma quấy phá nào nữa, chỉ có vài tên du côn lưu manh thừa cơ gây chuyện. Vào nhà cướp bóc, kết quả bị Mã tướng quân ngay thẳng cho người mang binh trấn áp. Tại chỗ đánh chết hai tên côn đồ cầm hung khí chống cự, kỳ thực hai tên đáng thương kia chỉ là theo bản năng cầm hai cây gậy gỗ mà thôi. Lại một đêm nữa trôi qua, quận Yên Chi vẫn yên bình, nhưng vẫn không ai dám lơ tâm, rất nhiều tướng sĩ mặc giáp ngày đêm không nghỉ, từng đội tuần tra trong thành. Sau đó vào buổi sáng hôm ấy, Thải Loan không giáng xuống quận thành, mà là một lão giả và một thiếu niên. Hai vị kiếm tiên ngự kiếm bay đến, một người là thiếu nữ mặt tròn mà ba người Trần Bình An quen biết, chính là cô gái họ Phó. Còn một người là thái thượng trưởng lão của Linh Tê Phái, hai người đáp xuống phủ quận thủ, bệnh tình của Lưu Thái Thú lập tức khỏi hẳn. Vị thái thượng trưởng lão kia sau khi ngồi xuống trong phủ, tuy khí độ bất phàm, nói chuyện nho nhã, nhưng giữa lông mày vẫn không giấu được vẻ ưu sầu. Ngồi không lâu, sau khi xác định quận Yên Chi đã được thanh trừ chướng khí, liền nhanh chóng cáo từ thiếu nữ kiếm tiên họ Phó, ngự phong rời đi, trở về sơn môn Linh Tê Phái. Thì ra trên đường bọn họ Nam Hạ cứu viện quận Yên Chi, đột nhiên nhận được phi kiếm truyền tin của sư môn, Trấn Phái Chi bảo truyền thừa ngàn năm vậy mà lại không cánh mà bay. Nhưng mà chuyện cơ mật liên quan đến sự sống còn của một môn phái như thế này, ông lão Linh Tê Phái đương nhiên sẽ không nói ra với người ngoài. Thực tế nếu không phải nể mặt mũi, chủ yếu là sợ để lại ấn tượng không tốt cho vị thiếu nữ thần cáo tông kia, thì vị thái thượng trưởng lão tu vi kiếm đạo trung ngũ cảnh này căn bản sẽ không đến quận Yên Chi, an nguy của một quận ở Thải Y Quốc. Sao có thể quan trọng bằng Thải Loan Y? Đây chính là căn cơ của môn phái. Sau đó lại có một chuyện tốt lớn xảy ra đối với phủ quận thủ, chính là vị thiếu nữ kiếm tiên nghe nói đến từ thần cáo tông kia, đã nhìn chúng tiểu nữ nhi Lưu Cao Hinh của Lưu Thái Thú, nói là có thể tự mình tiến cử cô vào ngoại môn thần cáo tông. Hơn nữa có cơ hội rất lớn trực tiếp trở thành một trong những đệ tử chân truyền của vị tổ sư nào đó ở nội môn. Vui mừng khôn xiết. Chỉ có thiếu nữ buồn bã không vui, sau đó bị cha mẹ mắng, đại tỷ và nhị ca mắng, thậm chí còn bị sư phụ, tức lão mưu sĩ của phủ quận thủ mắng cho một trận. Thiếu nữ mặt tròn tuy rằng ở thần cáo tông, đạo thống của một châu, có bối phận rất cao, đối với lão đạo nhân Triệu Lưu, ma cọp hổ trành quỷ dương hoàng thì lạnh nhạt, nhưng mà đối với Lưu Cao Hinh lại rất dễ nói chuyện, vui vẻ hòa ái, còn dẫn Lưu Cao Hinh đi dạo trong quận thành, mua sắm đồ dùng cho khuê phòng của thiếu nữ. Không giống như năm ngoái, xuân đi rất muộn, hạ đến rất chậm. Mùa xuân năm nay, đầu xuân đến rồi đi, ngày mai chính là tiết lập hạ, như vậy toàn bộ mùa xuân năm nay coi như đã qua. Vào rạng sáng ngày hôm nay, thiếu nữ Lưu Cao Hinh rời khỏi quận thành, không có quyến luyến từ biệt, cô để lại từng bức thư trong phòng. Thiếu nữ mắt đỏ hoe, cùng vị phó tỷ tỷ đến từ tiên gia kia, mỗi người cưỡi một con tuấn mã màu trắng. Vó ngựa vang dội trên phiến đá xanh, càng đi càng xa quê hương và người thân. Chỉ là khi thiếu nữ cưỡi bạch mã trên con phố vắng vẻ, bỗng nhiên cô quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên đeo hộp kiếm đứng trên nóc nhà ở phía xa, đang nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt nàng. Thiếu nữ bĩu môi, đột nhiên quay đầu lại, nước mắt trên mặt cứ thế rơi xuống vỡ tan. Tâm trạng Lưu Cao Hinh bỗng nhiên tốt lên, ngẩng cao đầu, quay lưng về phía người lặng lẽ tiễn đưa mình, thiếu nữ vui vẻ cười lên. Thiếu nữ mặt tròn họ Phó quay đầu liếc mắt nhìn,
chỉ cảm thấy thiếu niên trên nóc nhà ở phía xa hơi quen quen, nhưng không có ấn tượng gì, liền lười nghĩ nữa. Sau khi tiễn Lưu Cao Hinh đi, Trần Bình An liền một mình ngồi trên nóc nhà, lấy hồ lô rượu bên hông xuống, uống từng ngụm từng ngụm. Thiếu niên uống rượu từng ngụm nhỏ, nhớ về Tề tiên sinh, gió xuân phảng phất quanh tay áo thiếu niên. Ba người Trần Bình An vẫn bị quận thủ phủ cưỡng ép giữ lại 3 ngày. Lưu Cao Hoa trải qua biến cố này, dường như lột xác hoàn toàn, không còn vẻ chán nản như lúc mới gặp. Thường xuyên tìm cha để học hỏi, từ đạo lý cho đến việc trị quốc, nghĩ gì hỏi nấy, Lưu Thái Thú vẫn không thích đứa con trai này. Nhưng Lưu Cao Hoa không còn e sợ khi cha mình tỏ vẻ không kiên nhẫn, sẽ không chùn bước nữa, dù sao 2 ngày nay đã làm Lưu Thái Thú phiền phức đến mức không chịu nổi. Thời gian còn lại, Lưu Cao Hoa thường xuyên quấn quýt bên cạnh hán tử dâu quai nón cùng đạo sĩ Trương Sơn Phong, sau đó là giám sát gắt gao tên thư sinh nghèo Liễu Xích Thành kia như canh chừng trộm. Hắn ta không phản đối việc vị hàn sĩ Bạch Thủy Quốc này cưới đại tỷ của mình, nhưng trước khi dùng kiệu 8 người khiêng tỷ tỷ hắn về nhà mà đã muốn giở trò, Lưu Cao Hoa sẽ không đồng ý. Đã là bạn bè cùng chung hoạn nạn, Lưu Cao Hoa thân là con cháu quan lại cũng không còn câu nệ nữa, hắn ta đem một vài chuyện triều đình, chuyện quan trường của Thải Y Quốc ra làm đồ nhắm rượu, kể riêng cho Trần Bình An cùng những người khác nghe. Trận tai họa này ở quận thành Yên Chi liên lụy đến hàng ngàn hộ gia đình, tuy rằng đám yêu ma đã lần lượt biến mất, hoặc bị trấn áp tiêu diệt, hoặc là trốn đi ẩn náu, nhưng mà ảnh hưởng đối với người dân quận Yên Chi rất sâu sắc và lâu dài. Lòng người hoang mang, rất nhiều gia đình giàu có cũng bắt đầu âm thầm chuẩn bị rời khỏi quận thành, đến Châu Thành, thậm chí là kinh thành Thải Y Quốc, cho dù không phải cả nhà di rời. Nhưng những gia đình giàu có này đều hiểu rõ không thể bỏ tất cả trứng vào một giỏ, đây vốn là lẽ thường tình. Các bạn đang nghe chuyện Kiếm Lai của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 699, đêm ở cổ tự có yêu khí, 1. Nghe nói sau khi biết tin, triều đình Thải Y Quốc đã cử người của lễ bộ và binh bộ, đều là quan nhỏ. Chậm rãi rời khỏi nha môn ở Kinh Thành, đi về phía nam đến quận Yên Chi, nói là điều tra tình hình, đồng thời an ủi dân chúng. Nhưng Lưu Thái Thú đã lăn lộn trong quan trường nửa đời người, thừa biết đây chỉ là hành vi mang tính hình thức của hoàng đế bệ hạ mà thôi. Đừng mơ tưởng tới một đồng ngân lượng của hộ bộ dùng để cứu tế thiên tai. Quận thành Yên Chi đang rối ren thế này, ngân lượng trong phủ không đủ 2-3 phần 10. Mà Lưu Thái Thú lại không phải loại quan tham ô vơ vét, cho nên ông ta phải trưng bộ mặt già này đi cầu xin người khác. Dựa vào những thứ như danh tiếng lưu truyền trong sử sách địa phương, dựng bia cho hậu thế chiêm ngưỡng để cầu xin các gia tộc giàu có trong quận thành quyên góp. Hơn nữa phải hoàn thành việc này trước khi các vị quan của binh bộ lễ bộ đến quận thành. Tuyệt đối đừng để hoàng đế bệ hạ cảm thấy khó chịu, càng không nên gây thêm phiền toái cho hộ bộ vốn đã khó khăn. Như vậy ông ta mới có thể giữ lại được chiếc mũ ô sa của mình. Đời người có lúc lên lúc xuống, quan trường, thương trường, cho đến con đường tu hành, thất bại của người này cũng có thể là cơ hội cho người khác. Ví dụ như lần này ba người Trần Bình An ra tay, bất kể là xuất phát từ lòng căm phẫn hay là lòng trắc ẩn, thì nói chung người tốt đã được báo đáp, đao khách dâu quai nón và đạo sĩ Trương Sơn Phong ngồi lại tính toán. Hóa ra đều đã thu hoạch được rất nhiều. Từ Viễn Hà vừa mới có được một thanh thần binh lợi khí, là một thanh đoản đao mà đại đệ tử Mễ Lão Ma đánh rơi. Chủ nhân ban đầu là kẻ ma đạo chính hiệu, không ngờ sau khi thanh đoản đao này ra khỏi vỏ, đao khí sáng như tuyết, ánh sáng chói lọi, không hề có chút tà khí nào. Kế tiếp là phó tướng của Mã tướng quân, võ nhân mặc giáp kia, sau 2 trận kề vai chiến đấu thì như vừa gặp đã quen từ lâu. Nhất quyết báo mất một cây cường cung hạng nhất trong quân, cùng 5 mũi tên mặc ra đặc chế cất trong kho của quan phủ, để lén lút tặng cho Từ Viễn Hà. Ban đầu Từ Viễn Hà không muốn nhận, ở những nơi khác của Thải Y Quốc thì khó nói, nhưng nhìn cách Mã tướng quân kia trị quân, 4 chữ quân pháp như núi e là không phải nói chơi. Sau khi gã phó tướng biết Từ Viễn Hà băn khoăn liền cười ha hả, quả nhiên là tính tình rất hợp với vị hào hiệp dâu quai nón. Dứt khoát tiết lộ thiên cơ, nói đây vốn là do Mã tướng quân gật đầu đồng ý, ban đầu chính gã chỉ dám xin 1 mũi tên. Là Mã tướng quân trước đó đã bàn bạc với Lưu Thái Thú, sau đó vung tay lên. Sửa phần quan văn báo cáo tổn thất chiến tranh trình lên binh bộ triều đình, ở mục mũi tên, trực tiếp sửa từ 16 thành 21. Trương Sơn Phong thu được 2 kiện linh khí phẩm chất không tốt, một món hư hại nghiêm trọng là một chiếc chén rượu bạch ngọc mỏng như mảnh sứ, có thể tự hấp thu linh khí của trời đất. Cuối cùng cứ tầm 5 ngày là có thể ngưng tụ thành một giọt xương chứa đầy linh khí. Lúc Trương Sơn Phong cất vào túi, chén rượu bị sứt một miếng, e là sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ngưng tụ linh khí. Còn có một món là đôi đũa trúc thanh thần sơn trong truyền thuyết, bởi vì một chiếc đũa khắc chữ thanh thần sơn,
chiếc còn lại khắc chữ Thần Tiêu Trúc, ít nhất vừa nhìn là biết đồ cổ có chút năm tháng rồi. Nhưng về phần có phải thật sự lấy từ Thanh Thần Sơn hay không thì tạm thời chưa biết thật giả, nhưng đôi đũa trúc quả thật ẩn chứa linh khí dồi dào. Dù thế nào đi nữa, chúng đều là linh khí mà tất cả luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh mơ ước. Trần Bình An không lấy ra hộp gỗ màu xanh và mảnh vỡ kim thân hai màu vàng bạc, chuyện hệ trọng phúc họa khôn lường, mấy thứ này không giống như năm xưa ở quê nhà. Hễ bắt được rùa núi hay chim ưng bắt rắn thì có thể chia vui với người bạn Lưu Tiện Dương. Trần Bình An chỉ lấy ra khúc gỗ mun cháy đen cùng chiếc chén trắng vẽ ngũ nhạc chân hình đồ. Từ Viễn Hà không nhìn ra lai lịch của chiếc chén trắng, nhưng lại tấm tắc khen khối gỗ nặng trịch kia, nói đây là lôi kích mộc, không phải lôi điện bình thường đánh trúng cây cối là có thể tạo thành, mà phải là một số loại ngũ lôi đặc biệt ẩn chứa thiên uy, hơn nữa cây cối bị sét đánh trúng, phải sống sót. Không thể là gỗ chết, bởi vì gỗ chết căn bản không giữ được lôi pháp thiên uy huyền diệu khó giải thích kia. Từ Viễn Hà nâng khúc gỗ mun trông như than củi trong tay, cười nói, Trần Bình An, ngươi có tin hay không, chỉ cần đưa cho luyện khí sĩ nhà nông, người ta có thể biến nó thành một cây non xanh tốt. Trần Bình An lập tức hiểu ra, là bảo bối. Phủ quận thủ còn tặng tượng trưng cho những hào hiệp nghĩa sĩ bọn họ 500 lượng bạc làm tiền thưởng. Gã dâu quai nón không muốn nhận, đạo sĩ Trương Sơn Phong cũng không muốn nhận, chỉ có Trần Bình An nhận. Vì vậy Trương Sơn Phong còn trêu chọc Trần Bình An đúng là kẻ tham tiền, Trần Bình An cười không nói gì. Cậu bé ở Triệu Phủ tên là Triệu Thụ Hạ, bé gái tên là Loan Loan, giờ đây gặp họa mà được phúc, đều thoát khỏi kiếp nô bộc. Đi theo lão giả có biệt hiệu Ngư Ông Tiên Sinh, bé gái Loan Loan còn trở thành quan môn đệ tử của lão nhân gia. Mỗi sáng sớm Trần Bình An đều luyện tập đi cọc trong sân, cậu bé ngồi xổm ở cửa sân, chống cằm chăm chú nhìn. Trần Bình An cũng mắt nhắm mắt mở, đây là thứ trong Hám Sơn quyền phổ, hắn vốn không xem quyền phổ là của riêng mình, càng không tiện tùy tiện truyền thụ quyền pháp cho người khác. Nhưng cậu bé Triệu Thụ Hạ có lòng học lén, Trần Bình An cảm thấy không phải chuyện xấu. Đứa nhỏ này, tâm địa rất tốt. Vì vậy Trần Bình An cố ý giảm tốc độ 6 bước đi cọc, hết lần này đến lần khác. Ngày cuối cùng, trời nắng gắt. Lập hạ đã đến, vạn vật sinh trưởng. Trong ánh hoàng hôn, Trần Bình An nói với cậu bé, Triệu Thụ Hạ, có thể nghiêm túc luyện tập 100 lần bộ quyền đi cọc kia không? Trần Bình An vội vàng sửa lời, luyện tập 10 vạn lần. Cậu bé gật đầu lia lịa. Trần Bình An dặn dò, không được nóng vội, chỉ cần vững vàng, hơn nữa mỗi lần đều không được mắc lỗi. Cứ thế mà luyện tập, trong vòng 3 đến 5 năm, luyện tập 10 vạn lần, 6 bước đi xong mới tính là một lần. Nhớ kỹ, nếu có bước nào cảm thấy đi sai, phải làm lại từ đầu, không được qua loa. Trần Bình An hoặc là không nói, hoặc là nói rất nhiều, điểm này tiểu đồng áo xanh và tiểu nha đầu váy hồng ở Lạc Phách Sơn hẳn là rõ nhất. Chương 700, đêm ở cổ tự có yêu khí, 2. Trần Bình An suy nghĩ cẩn thận một hồi, nói tiếp, luyện quyền là chuyện rất ngu ngốc. Triệu Thụ Hạ, ngươi có thể thông minh, đương nhiên ngươi rất thông minh hơn ta nhiều, nhưng quyền phải luyện càng ngu ngốc càng tốt. Hiểu chưa? Cậu bé ánh mắt kiên định, hai tay nắm chặt nói, hiểu. Chịu được cực khổ, mới làm nên nghiệp lớn. Đứa trẻ thông minh nhưng chịu nhiều khổ cực này đúng là thật sự đã hiểu rồi. Trần Bình An bật cười, hỏi, làm nên nghiệp lớn rồi, muốn làm gì? Cậu bé không cần suy nghĩ liền nói, mua cho Loan Loan thật nhiều quần áo đẹp mặc vào mùa đông sẽ ấm áp. Trần Bình An lại hỏi, thế còn ngươi? Cậu bé lau miệng, mơ màng nói, được ăn no. Trần Bình An ngừng cười, hơi nhíu mày, chỉ vậy thôi. Cậu bé xuất thân nghèo khó, rất giỏi nhìn sắc mặt, thấy vậy liền có chút ngượng ngùng, sợ vị ân nhân này cảm thấy mình không có chí tiến thủ. Nhưng hắn thật sự không có suy nghĩ gì khác, đứa trẻ không muốn lừa gạt Trần Bình An, bèn cúi đầu. Ai nấy nói, hết rồi ạ, ăn no làm sao đủ. Trần Bình An cố ý ra vẻ nghiêm nghị, rồi dịu dàng hơn rất nhiều, xoa đầu cậu bé, trêu chọc nói, còn phải được ăn thịt. Cậu bé lập tức cười toe toét. Đạo sĩ Trương Sơn Phong, Lưu Cao Hoa, Liễu Xích Thành, ba người ngồi chen chúc trên trường kỳ. Loan Loan được tỉ tỉ của Lưu Cao Hoa ôm trong lòng, ngồi cách ba người đàn ông một khoảng. Thấy cảnh này, mọi người đều không nhịn được cười. Chuyến gặp gỡ bất ngờ này tuy có chút trắc trở, nhưng lại có thể gặp nhau vui vẻ rồi chia tay trong êm đẹp, thật không dễ dàng. Giữa trưa hôm đó, thư sinh Liễu Xích Thành và Trần Bình An rời khỏi quận thành, Lưu Cao Hoa và tỷ tỷ, Triệu Thụ Hạ và Loan Loan. Cùng vị Ngư Ông tiên sinh xuất thân thư sinh đều đến tiễn, tiễn đến tận đình nghỉ mát ven đường cách thành 5 dặm. Bên cạnh đình nghỉ mát là hàng liễu rủ. Liễu Xích Thành và Lưu cô nương lưu luyến chia tay dưới bóng cây,
không biết nói những lời yêu đương gì mà cô gái tuy buồn bã, nhưng cũng có chút vui vẻ, trong mắt rõ ràng mang theo nhiều nhớ nhung và hy vọng. Trần Bình An một mình tìm Ngư Ông tiên sinh, đưa cho lão 500 lượng bạc, cùng một lá bùa bằng vàng, nói đây là lễ bái sư giúp Triệu Thụ Hạ và Loan Loan, mong tiên sinh nhận cho. Ông lão cũng là người hào sảng, không hề khách khí nhận lấy, cười nói để Trần Bình An yên tâm, lão nhất định sẽ coi hai đứa trẻ Thụ Hạ và Loan Loan như con ruột, tuyệt đối không để chúng chịu thiệt thòi. Cuối cùng Trần Bình An chắp tay nói, phong thái của tiên sinh, cao như núi, dài như nước. Đây là lời nói thật lòng của Trần Bình An. Vì vậy Trần Bình An lần đầu tiên nói năng văn vẻ, nhưng không hề ngượng ngùng. Lão tiên sinh một tay dắt một đứa trẻ, nhìn theo bốn người đi xa, mỉm cười nói, vừa có tiên khí vừa có hiệp nghĩa, đúng là bậc quốc sĩ. Lưu Cao Hoa huyết khuỷu tay vào tay tỷ tỷ, cười hỏi, tỷ tỷ, Liễu Xích Thành cho tỷ uống bùa mê thuốc lú gì vậy, sao lại có thể khiến tỷ nín khóc? Cô gái mỉm cười nói, Liễu Lăng nói chờ chàng công thành danh toại, nhất định sẽ quay lại cưới ta. Đến lúc đó nhất định phải cùng nhạc phụ uống rượu nói chuyện vui vẻ, để cha ta ở trên bàn rượu liên tục gọi chàng là hiền tế. Lưu Cao Hoa nhe răng trợn mắt, lời nói nhảm của đám thư sinh, tỷ tin thật sao? Cô gái hai tay ôm ngực, ngây ngốc nhìn bóng lưng thư sinh đội vòng hoa liễu kia, lẩm bẩm nói, trong sách đều nói vậy mà. Lưu Cao Hoa bất đắc dĩ nói, một tên đàn ông, đã lớn tuổi rồi, còn đội vòng hoa liễu, cũng không biết xấu hổ, loại tú tài nghèo kiết xác này thì có tiền đồ gì chứ? Cô gái giẫm mạnh lên chân Lưu Cao Hoa, tức giận nói, không được nói tỷ phu của ta như vậy. Lưu Cao Hoa đau đến mức vội vàng rụt chân lại, đứng cách xa một chút, hai tay ôm đầu, ung dung tự tại. Bỗng nhiên bốp một tiếng, đầu bị ai đó đánh mạnh một cái. Lưu Cao Hoa quay đầu định mắng chửi, kết quả như bị ai đó bóp cổ, không mở miệng được, mặt đỏ bừng nghẹn nửa ngày, rồi ủ rũ gọi, cha. Cô gái càng thêm căng thẳng. Lưu Thái Thú cởi quan phục, thay một bộ trường sam xanh của thư sinh, đứng giữa hai đứa con là bằng hữu của Trần Bình An. Lưu Cao Hoa nhất thời không đoán được tính tình và ý tứ trong lời nói của cha mình, dè dặt nói, hình như là vậy. Lưu Thái Thú liếc nhìn con trai, cười khà khà, không nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía Ngư Ông tiên sinh, cùng ông lão trò chuyện về đạo đức văn chương. Cô gái len lén vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Lưu Cao Hoa nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, ta lại nói sai gì nữa rồi? Cô nàng cười trên nỗi đau của người khác nói, nợ nhiều quá nên không tính toán nữa, cứ như vậy đi, đệ sợ cái gì? Lưu Cao Hoa kêu than một tiếng. Hai tỷ đệ không dám đến gần cha, sợ bị lừa nguýt, càng sợ tự chui đầu vào lưới, bèn đi theo phía sau không xa không gần. Cậu bé Triệu Thụ Hạ bỗng nhiên chậm bước chân, đi đến bên cạnh Lưu Cao Hoa, nhỏ giọng nói, Lưu đại ca, tiên sinh nhà ta khen huynh đó, nói huynh có hiếu tâm, bản tính thuần thiện. Cha huynh nói cái gì miễn cưỡng không có nhục gia phong mà thôi. Kết quả Lưu Cao Hoa đường đường một đấng nam nhi, vừa mới nói xấu Liễu Xích Thành sau lưng, giờ lại chạy nhanh ra bờ sông nói là đi rửa mặt. Mọi người khó có dịp được nhàn rỗi, thong thả đi dọc theo quan đạo về quận thành Yên Chi, trước sau gặp một thiếu niên tuấn tú. Thiếu niên tay cầm một bó cành liễu, giữa trán có một nốt ruồi màu đỏ sẫm, dáng vẻ thật sự rất tuấn tú. Ba ngày sau, đêm xuống, bốn người Trần Bình An trên đường đến Sơ Thủy Quốc đã dừng chân ở một ngôi chùa cổ đổ nát trên con đường núi hẻo lánh. Trước đó Lưu Thái Thú từng nói, nghe nói Địa Long Sơn của Sơ Thủy Quốc có một bến đò kỳ lạ không được ghi chép trong sử sách. Rất có thể chính là nơi Trần Bình An muốn tìm, là nơi các vị thần tiên trên núi xuống thuyền. Cưỡi gió lướt mây du ngoạn phương xa, đến lúc đó Từ Viễn Hà sẽ chia tay hai người ở đó, một mình đến Thanh Loan Quốc phía đông nam Bảo Bình Châu, đưa hũ cho cốt của bằng hữu về quê. Từ Viễn Hà thích đi bộ ngao du sơn thủy, lại thích viết du ký, ghi chép lại những cảnh đẹp hùng vĩ kỳ lạ, nên không muốn đi con đò của tiên gia. Còn Liễu Xích Thành thì muốn đến một vùng đất phía tây nam Bảo Bình Châu, là một địa danh chưa ai từng nghe đến, ngay cả Từ Viễn Hà am hiểu kiến thức cũng chưa từng nghe nói. Các bạn vừa nghe xong tập 70 của bộ truyện Kiếm Lai của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.top. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.